Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Trọng Thư đang đứng tại khu phức hợp đô thị và công nghiệp BKMX trở thành Bình Phước giai đoạn 3. Và khu vực này thì được BKMX quy hoạch 2076 ha là công nghiệp nha cả nhà. Và ngay sau lưng của Trọng Thư đây thì những trục đường đang được đồng loạt đổ sỏi chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Vỉa hè đã được BKMX bo nha. Như cả nhà đã thấy đây, vỉa hè BKMX làm rất là dày và làm rất là tốt nha. Và trường cao đẳng Bình Phước thì ngay hướng của Trọng Thư chỉ đây. Và ngay vị trí Trọng Thư đang đứng là song hành với lại trục đường mòn Hồ Chí Minh. Và theo tay của Trọng Thư đang chỉ thì chúng ta chạy thẳng, chúng ta sẽ tới công nghiệp 2000 ha. Từ vị trí này di chuyển ra công nghiệp là 400m nha cả nhà. Và hướng này thì là hướng của dãy nhà phố thương mại nằm trên trục đường D1 rộng 50m. Và trục đường mà Trọng Thư đang đứng là trục đường song hành với lại trục đường mòn Hồ Chí Minh. Cả nhà thấy là đường mòn Hồ Chí Minh ngay đây ạ. Ngay dãy cột điện này là đường mòn Hồ Chí Minh. Chạy thẳng chúng ta sẽ về đồng xoài và các tỉnh Tây Nguyên. Chúng ta đang thấy những lượt xe đang chạy từ Bắc vào Nam nha. Hướng này chúng ta về lại Bình Dương và về Long An. Đó là trục đường Hồ Chí Minh ạ. À, trục đường Hồ Chí Minh được quy hoạch với lộ giới 72m. Và để ngăn cách khu đô thị và đường mòn thì đây là được trồng cây xanh để ngăn cách giữa giao thông và khu đô thị nha. Với một vị trí nằm ngay lõi trung tâm thì vị trí Trọng Thơ đang giới thiệu nằm ở trục đường song hành đây ạ. Vị trí nằm ngay trục đường song hành và giá hiện tại rất là rẻ nha cả nhà. Hiện tại chỉ là 9 triệu trên 1m2, thổ cư 100% và quay mặt ra đường Mòn Hồ Chí Minh. Ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng đối diện với công viên luôn nha cả nhà. Thì quý khách hàng quan tâm tới vị trí đẹp, hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một vị trí duy nhất này. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Thì quý khách hàng nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để cập nhật tình hình tại dự án và theo dõi những video, những vị trí đẹp tại khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.